Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio @gmail.com. Số điện thoại 0964 002 593. Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản giàu cỡ nào? Là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, không khó để hình dung về khối tài sản của ông Lê Thanh Thản. Tuy nhiên, ít người biết khối bất động sản nói riêng và tài sản nói chung của đại gia điếu cày khủng tới mức nào. Chiều ngày 10 tháng 7, trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, cũng tại thời điểm này, trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Lê Thanh Thản tỏ ra khá bất ngờ và cho biết ông đang đi công tác ở Phú Quốc, Kiên Giang và chưa biết tin mình bị khởi tố. Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa hề nắm được thông tin gì về việc bị khởi tố. Hiện tôi đang kiểm tra lại việc này, ông Thản nói. Về đại gia gốc nghệ này, ông vốn là một người rất kín tiếng, kiệm lời trước truyền thông và ít khi xuất hiện trước công chúng. Do đó, những thông tin về ông chủ tập đoàn Mường Thanh luôn là thông tin được nhiều người tò mò tìm hiểu, nhưng ít khi biết được đầy đủ. Hút điếu cày đi Rolls-Royce 2 triệu đô la. Sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam, quần thể bất động sản rộng lớn bán ra hàng chục nghìn căn mỗi năm, là đại gia sở hữu một trong hai chiếc Rolls-Royce chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, nhưng đại gia Lê Thanh Thản lại được gọi bằng cái tên vô cùng dân dã là đại gia điếu cày. Được biết, chiếc xe Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hay Mặt trời Phương Đông là dòng xe được thiết kế theo đơn đặt hàng riêng của từng khách hàng. Chiếc Rolls-Royce Phantom Oriental Sun màu mận chính của đại gia điếu cày khi được đưa về nước đã làm dấy lên trào lưu tậu xe hàng thửa. Đây là chiếc xe được phát triển dựa trên dòng siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Series 2. Ý tưởng cá nhân hóa bắt đầu từ màu sơn, thảm lót sàn hay các chi tiết như chữ M lồng vào nhau hay biểu tượng mặt trời phương Đông cũng đều do chủ nhân lên ý tưởng và yêu cầu hãng Rolls-Royce chế tạo. Biểu tượng mặt trời phương Đông trên xe được ghép từ 6 chữ M với nhau trên nền màu vàng, vốn là biểu tượng sự quyền quý của vua chúa. Bên trong nội thất, toàn bộ ghế ngồi và nhiều chi tiết được bọc da bò 2 năm tuổi và thảm trải sàn lông cừu. Theo giới thạo tin cho biết, xế sang Rolls-Royce Phantom Oriental Sun của đại gia Lê Thanh Thản ước tính khoảng 2 triệu USD, tức khoảng 43 tỷ đồng. Ngoài ra, theo nguồn tin của giới buôn xe, ông Lê Thanh Thản đã đặt mua một chiếc Rolls-Royce Cullinan chính hãng. Và rất có thể, ông cũng là người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu mẫu xe gầm cao siêu sang này qua con đường chính hãng. Khoảng tháng 5 năm 2019, chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản mặt trời phương Đông Oriental Sun đã bất ngờ xuất hiện tại thành phố Tam Kỳ cùng với chủ nhân của mình là đại gia Lê Thanh Thản. Cũng theo nguồn tin này, chiếc Rolls-Royce Cullinan của ông Lê Thanh Thản cũng sẽ là phiên bản tiêu chuẩn với một số tùy chọn thêm, chứ không phải một chiếc xe được cá nhân hóa bespoke. Hiện cũng chưa rõ chiếc Rolls-Royce Cullinan của ông Lê Thanh Thản là phiên bản 4 chỗ ngồi hay 5 chỗ ngồi. Ngoài hai siêu xe Rolls-Royce đình đám nói trên, đại gia điếu cày còn sở hữu hai chiếc xe thuộc dòng Rolls-Royce khác là Rolls-Royce Ghost và Rolls-Royce Phantom. Chủ tịch tập đoàn bất động sản khủng. Nhắc đến ông Lê Thanh Thản, người ta không chỉ nhớ về ông già hút điếu cày đi Rolls-Royce mà còn nhớ ngay đến một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình, giá rẻ và nhu cầu thật cao, kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh vô cùng đồ sộ. Tính đến nay, hệ thống khách sạn Mường Thanh sở hữu 60 khách sạn, 25.000 nhân công, hàng chục dự án bất động sản lớn nhỏ trên toàn quốc. Dưới sự điều hành của ông Lê Thanh Thản, những năm qua, Mường Thanh tiếp tục vươn ra nhiều tỉnh thành trên cả nước với việc khai trương nhiều khách sạn từ 3 đến 5 sao trên cả nước. Năm 2017, tập đoàn Mường Thanh được chứng nhận kỷ lục sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất Đông Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, Mường Thanh đang quản lý hơn 9.000 phòng tiêu chuẩn quốc tế từ 3 đến 5 sao, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành lưu trú tại Việt Nam. Năm 2015, tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản còn đá chân qua lĩnh vực du lịch khi rót vốn 70 tỷ đồng mua cổ phần của công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông, doanh nghiệp chủ sở hữu hai khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An là khách sạn Cửa Đông và khách sạn Phương Đông. Hiện tại, thông qua các cá nhân và tổ chức liên quan, ông Thản đang nắm giữ khoảng 10,05 triệu cổ phần tại Phương Đông, tương đương hơn 67% vốn điều lệ công ty này. Biệt thự toàn gỗ quý. Ngoài sở hữu tập đoàn Mường Thanh, đại gia Lê Thanh Thản còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị khác, ví như căn biệt thự ở khu bán đảo Linh Đàm có vị trí đắc địa hai mặt tiền. Biệt thự này ở phố Nguyễn Duy Trinh, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đánh giá của các nhà môi giới bất động sản, thì giá trị của căn biệt thự này ở thời điểm hiện tại khoảng trên dưới 2 triệu USD. Ngoài căn biệt thự này, đại gia Lê Thanh Thản còn có căn biệt thự bằng gỗ, với tất cả các chi tiết đều được làm từ gỗ hương, được cho là có giá trị lên đến hơn 30 tỷ đồng. Căn nhà bằng gỗ của đại gia Lê Thanh Thản nằm ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, với tất cả các chi tiết đều được làm từ gỗ hương nguyên khối, từ tường, cột, kèo, sàn ngang, dọc, nội thất. Nắm trong tay khối tài sản ít ai đo đếm được, ông Thản vẫn được gọi với cái tên Đại Gia Điếu Cày bởi thói quen hút thuốc lào. Căn nhà gỗ của ông cũng được thiết kế với các chi tiết đơn giản, không cầu kỳ nhưng khá tinh xảo với các họa tiết tùng cúc trúc mai. Theo ông Vũ Đức Luận, chủ đơn vị thi công căn nhà gỗ của ông Lê Thanh Thản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Đạt cho hay, gỗ hương là loại gỗ quý hiếm bậc nhất bởi tính bền, không bao giờ bị mối mọt hay giãn nở. Hàng trăm thợ lành nghề làm việc hết công suất trong vòng 4 tháng để hoàn thiện ngôi nhà bằng gỗ của ông Lê Thanh Thản trước Tết năm 2015. Căn nhà gỗ của đại gia Lê Thanh Thản được xây dựng trên diện tích gần 200 m² với riêng tiền nguyên vật liệu bằng gỗ lên tới gần 20 tỷ đồng. Công trình dự toán trên 30 tỷ đồng. Căn nhà gỗ của đại gia Lê Thanh Thản nằm trong hệ thống nhà gỗ gồm nhà thờ Chi, nhà thờ họ Lê có diện tích lên đến 2.000 m². Đặc biệt, bên trong căn nhà gỗ cổ của đại gia Lê Thanh Thản có 2 tấm phản rộng 2,5 m, dài 5 m, dày 20 cm, hoàn toàn bằng gỗ hương khối trị giá 3 tỷ đồng và 2 bộ minh triện gỗ hương. Riêng chiếc sập gụ bằng gỗ hương nguyên khối có kích thước dài 5 m, rộng 2,15 m, dày 20 cm, trị giá 3 tỷ đồng. Bên trong phòng ngủ, tất cả nội thất cũng đều được làm bằng gỗ, đến cả kệ tivi, tủ cũng hoàn toàn bằng gỗ hương. Ông chủ vườn bách thú. Ngoài ra hiện tại, cá nhân ông Thản còn đang sở hữu trại bảo tồn động vật hoang dã trại bò rộng 100 hectare. Riêng vườn thú rộng 35 hectare ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An với nhiều loài động vật quý hiếm như tê giác, sư tử, hổ, bò tót. Chi phí vận hành hàng năm khoảng 5 tỷ đồng. Dự kiến Mường Thanh sẽ rót thêm khoảng 70 tỷ đồng nâng cấp vườn thú trong tương lai. Một thông tin khá bất ngờ là ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản đã vinh dự được nhận bằng cử nhân danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới World Records University. Viện Đại học Kỷ lục Thế giới không phải là trường đại học hàn lâm bình thường nhằm đào tạo sinh viên, các nghiên cứu sinh về các lĩnh vực khác nhau, có phân khoa đào tạo như trên thế giới hiện nay, mà hoạt động theo mô hình đặc thù tinh gọn như một viện tư liệu và nghiên cứu tổng hợp về những giá trị sáng tạo và nội dung kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên thế giới. Hoạt động ngoài hệ thống hàn lâm, chuyên tìm kiếm giá trị các kỷ lục, lưu giữ các chất xám, vinh danh các kỷ lục gia có đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội, quảng bá tất cả các giá trị nội dung về kỷ lục trên toàn thế giới. Theo Đình Văn, từ người đưa tin.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964 002 593. VinFast hợp tác với công ty đối tác của Mercedes-Benz, Audi, Bosch để sản xuất pin cho ô tô điện, dự kiến ra mắt năm 2020. Theo thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, VinFast và Graycell Electric sẽ cùng nhau nghiên cứu và phát triển giải pháp đóng gói pin dành cho các dòng ô tô xe buýt điện mà VinFast chuẩn bị ra mắt. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast, tập đoàn VinGroup công bố thỏa thuận hợp tác với Graycell Electric, Áo, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện khí hóa giao thông để phát triển giải pháp đóng gói pin cho xe ô tô điện. Thỏa thuận này là cơ sở để VinFast có thể đẩy nhanh tiến độ, sớm sản xuất và đưa ra thị trường những dòng ô tô, xe buýt điện đầu tiên vào năm 2020. Theo thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, VinFast và Raycell Electric sẽ cùng nhau nghiên cứu và phát triển giải pháp đóng gói pin dành cho các dòng ô tô, xe buýt điện mà VinFast chuẩn bị ra mắt. Những bộ pin sử dụng giải pháp đóng gói tiên tiến và tối ưu nhất sẽ được sản xuất ngay tại nhà máy VinFast, hướng đến các tiêu chí công suất cao. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đăng ký ngay.